Thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu, xã Vĩnh Cúc, huyện Văn Giang đã linh hoạt vận dụng cơ chế chính sách hỗ trợ của nhà nước và huy động sự tham gia đóng góp của nhân dân nhằm không ngừng nâng cấp hệ thống hạ tầng kinh tế xã hội. Qua đó, góp phần thay đổi diện mạo khu vực nông thôn, tạo điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao đời sống của người dân. Sau khi được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2019, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Vĩnh Cúc, huyện Văn Giang tiếp tục chung sức đồng lòng từng bước hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên và liên tục, Vĩnh Cúc đã ban hành nhiều giải pháp cụ thể để từng thôn, từng khu dân cư thực hiện các tiêu chí một cách hiệu quả, phù hợp với thực tế địa phương, trong đó coi trọng các tiêu chí về môi trường, an ninh trật tự, thu nhập, hộ nghèo, đồng thời phát huy vai trò chủ thể của nhân dân để tạo đồng thuận và kiểm tra, giám sát để kịp thời tháo gỡ những khó khăn ở cơ sở. Các cái công trình thì ban giám sát cộng đồng đã giám sát thì bảo đảm là căn cứ thiết kế để mà giám sát thể hiện cái là trong cái khu dân cư là đoàn kết xây dựng là nông thôn mới. Từ năm 2021 đến nay, xã đã huy động nguồn lực được trên 100 tỷ đồng để đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng như đường giao thông, nhà văn hóa, khu thể thao, hệ thống đèn chiếu sáng, công tác vệ sinh môi trường. Qua đó góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, tạo điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao đời sống của nhân dân. Trong những năm vừa qua, thôn tôi cũng đã tiếp nhận các dự án, làm được một số những cái tuyến đường giao thông trục chính và một số các ngõ xóm thì cũng là bằng cái xã hội hóa triển khai các cái hội thì tổ chức làm những cái khu vực như là cảnh quan, trồng cây xanh hay bên ven đường. Hiện nay thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 73 triệu đồng một năm. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí chung 1,7%, 100% đường làng ngõ xóm được nhựa bê tông hóa, 95% người dân tham gia bảo hiểm y tế, 100% các hộ gia đình trong khu được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, trên địa bàn không có tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội, các loại tội phạm và tệ nạn xã hội khác được kiềm chế. Năm 2022 là chúng tôi phấn đấu là hoàn thành một số thôn là hoàn thành cái tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Trong những cái thời gian tới thì chúng tôi đã phải đầu tư một số nguồn kinh phí xây dựng cho một số cái mục tiêu của nông thôn mới nâng cao đề ra, nhất là giao thông nông thôn và một số cái cơ sở trang thiết bị phục vụ cho cái nông thôn mới nâng cao. Thời gian tới, xã Vĩnh Cúc tiếp tục tập trung rà soát điều chỉnh bổ sung quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, thôn nông thôn mới kiểu mẫu, bảo đảm phù hợp đồng bộ với các quy hoạch, tiếp tục huy động các nguồn lực để đầu tư nâng cấp các công trình hạ tầng theo tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, xây dựng môi trường nông thôn xanh sạch đẹp, phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân và xây dựng nông thôn mới bền vững.